Vấn đề vệ sinh môi trường, hệ thống giao thông nông thôn xuống cấp tiếp tục là nội dung bức xúc của bà con cử tri, mong muốn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm giải quyết trong đợt tiếp xúc cử tri ngày hôm nay. Chơi đùa gần sông, không có chữ giám sát của người lớn, hai bé gái ở xã Thuận Hòa, huyện Đông Mỹ tử vong. Đây là lời cảnh báo để các bậc phụ huynh rèn kỹ năng bơi cho trẻ. Từng là niềm tự hào của người dân thị xã Long Mỹ, diện tích quýt đường Long Trị bị giảm đáng kể, nỗi niềm của người dân. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Hậu Giang. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 6 năm 2017. Thưa quý vị, để đảm bảo cho kỳ họp lần thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa 9 diễn ra thành công tốt đẹp, sau xã Tân Tiến, xã Quả Tiến, trong ngày hôm nay, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục gặp gỡ và tiếp xúc cử tri tại phường 1 và phường 7 thành phố Vị Thanh. Tại đây, vấn đề cử tri đặt ra và mong muốn lãnh đạo tỉnh quan tâm vấn đề vệ sinh môi trường bởi liên tiếp nhiều trận mưa lớn đầu mùa những ngày qua đã gây ngập cục bộ một số tuyến đường nội ô thành phố. Mỗi lần trời mưa là nước ngập toàn bộ hết trơn, chảy vô nhà người ta luôn. Cái khu vực phường 1 này là nói chung là còn nhiều chỗ chưa có ổn định về môi trường lắm. Trả lời kiến nghị này, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, hiện thành phố đang có kế hoạch xây dựng nâng cấp một số tuyến đường trên địa bàn, cụ thể là hai dự án nâng cấp đô thị và cải tạo hệ thống xử lý nước thải. Bởi vì đây là cái dự án đầu tư của nước ngoài, cho nên quy trình thủ tục thẩm định triển khai nó còn gặp rất nhiều khó khăn. Được biết là hiện nay thành phố Vị Thanh đang triển khai khảo sát điều tra các cái vị trí này và sẽ cho triển khai dự án khi đã thỏa thuận thống nhất với Ngân hàng Thế giới, thống nhất với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, cử tri cũng quan tâm đến các dự án chậm triển khai, đơn cử như Trung tâm Thương mại Dịch vụ Giải trí Nguyễn Kim. Dù đã được Ủy ban tỉnh cho chủ trương đầu tư từ tháng 5 năm 2014, nhưng mà đến nay vẫn dậm chân tại chỗ, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Trả lời kiến nghị này, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ rà soát lại, nếu chủ đầu tư không đủ năng lực sẽ thu hồi dự án. Trong buổi tiếp xúc với hơn 50 cử tri phường 7 vào chiều nay, đáng chú ý là việc sắp xếp khu vực buôn bán tại chợ phường 7 chưa hợp lý, gây nhiều bức xúc trong bà con tiểu thương. Chợ chỉ có chút xíu à, rồi cái hai bên đường, hai cái bên đường vô chợ thì sắp xếp coi như những người bán bít đường hết trơn, đường không có người vô, không có đường vô. Ở trong thì hoàn toàn bán không được gì hết, dân ở trong nhà lòng bây giờ là nói là có 48 kiosk mà đóng cửa hết là khoảng 20 mấy kiosk rồi. Tôi đề nghị đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nên đi khảo sát cụ thể rồi có tính toán. Để cái tình trạng như thế này thì chúng ta vừa không đảm bảo xây dựng một cái chợ văn minh, vừa không đảm bảo được cho người dân tiểu thương người ta mua bán ở đây. Thì tôi đề nghị các đồng chí là cố gắng là cái này sớm đi làm cái này. Có thể bữa nay là ngày 7 tây thì trong vòng từ đây tới ngày 15 tây là phải trả lời được cái này. Đối với các vấn đề còn lại, Bí thư Tỉnh ủy đều ghi nhận và giao văn phòng Tỉnh ủy có văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan sớm xử lý, trả lời cho cử tri. Nếu như cử tri ở phường 1 và phường 7 thành phố Vị Thanh đặc biệt quan tâm đến vấn đề vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước ở các tuyến đường thiếu sự quan tâm, thì buổi tiếp xúc cử tri ở phường Hiệp Thành và xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy do ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì đã ghi nhận nhiều ý kiến về tình trạng cầu đường và hệ thống cống đập xuống cấp, chậm khắc phục gây nhiều bức xúc. Tổng hợp của phóng viên thời sự. Tân Thành là xã nông thôn mới, gắn với tiêu chí giao thông nông thôn gần như đã được hoàn thiện. Nhưng do thời gian nên một số công trình, cầu đường đang bị xuống cấp. Do vậy, trong tổng số 18 ý kiến của bà con cử tri, đã có hơn một nửa bày tỏ sự bức xúc về vấn đề này. Cùng với đó là tình trạng xuống cấp của hệ thống đê bao, cống đập và sự bồi lắng tại một số tuyến kênh rạch, gây ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của bà con. Giải trình về vấn đề này, lãnh đạo thị xã Ngã Bảy cho biết, hiện thị xã đã có kế hoạch đầu tư trung hạn từ nay đến năm 2020 cho một số công trình dự án quan trọng, mang tính bức thiết của địa phương. Đối với lộ, cầu, cống, đê bao, cái nào bức xúc trước làm 2017, thì báo bà con đã đầu tư làm 2017 là 17 tỷ, thì sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Còn qua ý kiến bà con phản ảnh là trời mưa rồi nước dâng lên nó bị hư, bị sụp, bị sạt.
thì chúng tôi tiếp thu ý kiến này. Sau cuộc họp này, tôi cùng với đồng chí chủ tịch xã với ở ấp đi trực tiếp đi khảo sát, có gì tôi cho chủ trương. Ngoài ra, lãnh đạo thị xã Ngã Bảy cũng ghi nhận và cam kết sẽ xem xét giải quyết một số vấn đề bức xúc của cử tri về điện, nước sinh hoạt, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh. Chăn nuôi heo nhiều mà để ống thải nước xuống sông Sám, cho nên thấy ô nhiễm nhiều, yêu cầu các chính quyền, các cấp như là ngành ô nhiễm môi trường để giải quyết giùm. Thải ra sông là nó ô nhiễm môi trường, thì người trả là coi như chăn nuôi này biết không, hộ chăn nuôi này biết không, biết chứ. Thì bây giờ chúng ta là làm liền chứ không có để đi kiểm tra nữa, nhắc nhở bây giờ phải khắc phục như thế nào trong thời gian bao nhiêu ngày, sau đó là coi như kiểm tra lại, nếu còn là phải phạt, là coi như là vi phạm rồi phải phạt như thế nào. Chiều cùng ngày, đoàn có buổi tiếp xúc với gần 100 bà con cử tri phường Hiệp Thành, chủ yếu vẫn là ghi nhận ý kiến về bảo hiểm y tế, tình trạng đua xe tuyến quốc lộ 1A trên địa bàn thị xã Ngã Bảy. Đặc biệt, quá trình thực hiện dự án đo đạc tổng thể, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai vẫn còn chậm trễ và tồn tại nhiều bất cập khiến cử tri bức xúc. Cái đường ống cống đằng sau nè. Còn tại huyện Vị Thủy, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp do ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang làm trưởng đoàn, có buổi gặp và tiếp xúc với hơn 60 bà con cử tri tại xã Vĩnh Tường với 11 lượt ý kiến. Trong đó, vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm là thái độ phục vụ của bộ phận y bác sĩ trong khám chữa bệnh tại địa phương chưa tốt, dẫn đến phiền hà trong nhân dân, kéo theo người dân không mặn mà tham gia bảo hiểm y tế. Qua nghe ý kiến, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp chỉ đạo các ngành liên quan nghiêm túc tiếp thu và chấn chỉnh kịp thời những bức xúc này, đồng thời có văn bản trả lời cụ thể cho người dân chậm nhất vào cuối tháng 6. Qua 2 ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm tại huyện Phụng Hiệp, đại biểu Hội đồng Nhân dân ba cấp đã ghi nhận hơn 200 lượt ý kiến kiến nghị của bà con cử tri. Phần lớn tập trung vào các vấn đề an sinh xã hội như giá cả hàng hóa nông sản không ổn định, giao thông nông thôn xuống cấp, chế độ chính sách cho người có công, tiếp cận nguồn vốn vay sản xuất, nước sạch và vệ sinh môi trường. Những kiến nghị cử tri đặt ra vượt thẩm quyền đều được ghi nhận để trình lên kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh giữa năm. Cảnh báo để các bậc phụ huynh rèn kỹ năng bơi cho trẻ khi mới đây, huyện Long Mỹ ghi nhận 2 trường hợp bé gái tử vong. Diện tích quýt đường Long Trị bị giảm đáng kể, nỗi niềm của người dân về một trong 10 nông sản chủ lực của tỉnh. Hôm qua, đoàn cán bộ huyện Gangjin, tỉnh Seollanam-do, Hàn Quốc đã đến thăm và làm việc tại huyện Phụng Hiệp. Qua đó tiếp tục tăng cường các chuyến thăm hữu nghị, xúc tiến đầu tư, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh tìm hiểu các mô hình kinh tế, đoàn đã thực hiện chương trình hỗ trợ nước sạch nông thôn, khám chữa bệnh cho 200 hộ nghèo, tặng 6 cây nước, 50 quạt gió và trao tặng 50 xe đạp cho học sinh nghèo ở xã Phương Bình, Phương Phú và Thạnh Hòa với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 250 triệu đồng. Đồng thời khẳng định chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị với Hậu Giang nói chung, đơn vị kết nghĩa huyện Phụng Hiệp nói riêng, cũng như thúc đẩy tiến trình hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực, nhất là sản xuất nông nghiệp. Hôm qua, lãnh đạo thành phố Vị Thanh và Sở Y tế Hậu Giang đến kiểm tra công trình Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh. Đây là công trình được xây dựng với quy mô 150 giường, tọa lạc ở xã Vị Tân, tổng diện tích 33 ha, vốn đầu tư 160 tỷ đồng, bố trí 20 khoa phòng. Công trình đã hoàn thành nhiều tháng nay nhưng chưa đưa vào hoạt động do nhiều nguyên nhân về hệ thống nước thải, giao thông trước trung tâm còn dở dang. Với quyết tâm sớm đưa cơ sở vào hoạt động phục vụ người dân, tại buổi kiểm tra, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Y tế hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, bố trí sắp xếp di dời phù hợp, tránh gây ảnh hưởng bệnh nhân, đồng thời bổ sung trang thiết bị còn thiếu. Theo kế hoạch, trung tâm y tế này sẽ được di dời về trụ sở mới vào ngày 24 và 25 tháng 6. Đổ bê tông dốc cái rồi mình chơi. Qua 12 năm chia tách, thị xã Ngã Bảy được sự đồng hành của các mạnh thường quân với tổng số tiền trên 160 tỷ đồng. Riêng quỹ vì người nghèo vận động tiền mặt được gần 27 tỷ đồng, qua đó giúp cho hơn 168 hộ gia đình chính sách và gần 1.200 hộ nghèo có nhà mới. Tại buổi họp mặt tri ân, lãnh đạo thị xã đã trao tặng 125 biểu trưng cảm tạ tấm lòng nhân ái và biểu dương 61 tập thể cùng 44 cá nhân có nhiều hoạt động thiện nguyện suốt thời gian qua, đồng thời tiếp tục nhận thêm 600 triệu đồng.
Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ tổ chức ra mắt câu lạc bộ góp công góp của với 10 thành viên. Bình quân mỗi năm, câu lạc bộ sẽ cất từ 3 đến 4 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá từ 20 đến 40 triệu đồng. Ngay sau buổi ra mắt, câu lạc bộ tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình chị Phan Thị Loan ở khu vực Bình Tân, phường Vĩnh Tường, thị xã Long Mỹ với tổng kinh phí xây dựng là 40 triệu đồng. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Châu Thành, bước vào đầu mùa mưa, tình hình sụp đất sạt lở bờ kênh ở đây diễn ra nghiêm trọng, bất thường. Qua khảo sát, toàn huyện hiện có 22 tuyến kênh với tổng chiều dài hơn 58 km, được dự báo nguy cơ sạt lở cao. Đến nay, địa phương đã ghi nhận 7 điểm sụp đất sạt lở bờ kênh, tổng chiều dài 169m, diện tích mất đất hơn 1.000 m2. Đến nay đã khắc phục xong 5 điểm và hỗ trợ di dời cho 12 hộ ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở với số tiền 240 triệu đồng. Riêng các điểm nguy cơ đang khẩn trương khắc phục và hoàn thành trước mùa lũ. Ngoài ra, Châu Thành cũng đã xảy ra 4 vụ hỏa hoạn, một căn nhà bị sập do dòng lốc. Mùa hè đã đến, cũng là thời điểm nhu cầu vui chơi giải trí, đặc biệt hoạt động bơi lội của trẻ em tăng cao. Cùng với đó là mối nguy hiểm trình trập sức khỏe và tính mạng của trẻ nhỏ, khi mà việc phổ biến giáo dục kỹ năng bơi lội cho trẻ còn nhiều hạn chế. Thông tin chúng tôi nhận được từ Công an xã Thượng Hòa, huyện Long Mỹ. Khoảng 15 giờ ngày 5 tháng 6, lực lượng công an nhận được tin báo của người dân ở ấp 2 xảy ra vụ đuối nước làm hai trẻ tử vong. Đó là hai chị em ruột Lê Thị Xuân Mai, sinh năm 2009, và Lê Thị Quỳnh Hoa, sinh năm 2011. Theo người dân cho biết, Mai và Hoa hiện sống với ông bà nội tại xã Thượng Hòa, huyện Long Mỹ, được 2 tháng nay. Khoảng 13 giờ ngày 5 tháng 6, hai chị em rủ nhau xuống ghe đậu dưới kênh Hai Khương trước cửa nhà để chơi, nhưng không may trượt chân té xuống kênh. Khoảng 1 giờ sau, không thấy con đâu, anh Lê Tấm Quay, cha của hai em, mới đi tìm và phát hiện hai trẻ đã tử vong. Cũng theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 6.400 người bị đuối nước, trong đó có hơn phân nửa là trẻ em và trẻ vị thành niên, nghĩa là trung bình mỗi ngày có khoảng 9 trẻ tử vong do đuối nước. Sau liên tiếp những vụ trẻ chết đuối thương tâm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Chính quyền các cấp, gia đình, trường học phối hợp bàn giao, quản lý học sinh, tổ chức hoạt động hè an toàn. Tăng cường tổ chức cho trẻ học bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước để phòng ngừa đuối nước phù hợp với điều kiện của địa phương. Tiến hành rà soát các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa kịp thời, đảm bảo an toàn cho trẻ trong dịp nghỉ hè. Thưa quý vị, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vốn nổi tiếng với những vườn cây cam, bưởi, chanh không hạt để góp phần tăng thêm thu nhập trên cùng một diện tích đất canh tác. Những năm gần đây, nhiều hộ dân nơi đây mạnh dạn chuyển qua trồng mít Thái siêu sớm. Niềm vui làm giàu từ loại trái thơm ngon này chưa được bao lâu, thì hiện nay chỉ trong vòng 3 tháng, giá mít đã giảm chỉ còn 5.000 đồng một ký, điều chưa bao giờ xảy ra, gây thiệt hại nặng về kinh tế, làm cho bà con nông dân điêu đứng. Ghi nhận thực tế của phóng viên thời sự. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, từ mốc 30.000 đồng một ký đến nay chỉ còn 4-5.000 đồng một ký, và sắp tới giá mít có thể tiếp tục giảm khi nhiều loại trái cây đang vào mùa chín rộ. Cực chẳng đã, ông Lê Văn Mạnh mới tiến hành loại bớt bông không cho ra trái, đồng thời đốn bỏ một số cây chậm phát triển để tiết giảm chi phí chăm sóc. Hiện tại giờ thì nó rẻ quá, mình gặp khó khăn thôi. Dầu mắc rẻ gì bác cũng không có trồng lại mít. Thời điểm mà Trung Quốc còn ăn với lại bán được cái giá khoảng 20-30 ngàn ký á, thì mỗi lứa tôi bán cũng được cỡ 9-10 triệu. Còn hiện tại bây giờ thì nó rẻ sụt, giờ còn có 4.000 ký à. Thì bán lứa chỉ còn được không đầy 1 triệu, không có đủ chi phí mà để trong gia đình mà xài với lại phân thuốc được. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, trong vòng chưa đầy 3 năm, diện tích trồng mít đã tăng lên gần gấp đôi, từ 300 hectare năm 2014 đến nay đội lên hơn 540 hectare. Hiện diện tích này cho thu hoạch gần như đồng loạt, khiến nguồn cung cho thị trường tăng mạnh, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại giảm xuống, và nhất là hiện nay, việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch thường có nhiều rủi ro. Thưa quý vị, trong khi diện tích trồng mít ở Châu Thành không ngừng tăng lên, thì số lượng quýt đường Long Trị, một trong 10 nông sản chủ lực của Hậu Giang, ngày càng giảm dần. Theo thống kê của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang, năm 2014 được cho là năm vàng son của quýt đường Long Trị với diện tích gần 200 hectare.
Và vào thời điểm đó thì mức giá kỷ lục là gần 90.000 đồng một ký, tạo thu nhập khấm khá hơn cho nhiều nhà vườn. Và cũng trong thời gian này thì địa phương đã xây dựng thành công nhãn hiệu cho quýt đường Long Trị. Từ mức giá kỷ lục này và cũng với tâm lý là khi loại trái cây này có nhãn hiệu sẽ ổn định về đầu ra, đến cuối năm 2015, diện tích trồng quýt đã lên tới 260 ha. Những tưởng là bà con sẽ làm giàu nên từ cây này, nhưng sau đó thì dịch bệnh vàng lá gân xanh và vàng lá thối rễ, hai bệnh được cho là khắc tinh của loại cây có múi hoành hành. Hàng loạt khu vườn bị đốn bỏ và chuyển sang trồng màu. Và giờ diện tích đã giảm đáng kể, chỉ còn khoảng 190 ha và dự báo sẽ giảm tiếp tục nếu như bệnh không có thuốc đặc trị. Thưa quý vị, đốn bỏ vườn cây là giải pháp của nhiều nhà vườn. Bởi lẽ nếu làm phép tính trên cùng một công đất thì giá trị kinh tế của quýt đường sẽ cao hơn khoảng 2% so với sầu riêng, khoảng 4% so với bưởi. Còn đối với cam sành thì chênh lệch cao hơn, có khi là từ 7 đến 8% tùy thuộc vào giá bán. Dù giá cao nhưng thực tế hiện nay khi dịch bệnh hoành hành thì rất khó tìm lại được thời vàng son của quýt đường Long Trị. Còn đối với những người một đời nặng nợ với loại cây đặc sản này thì vẫn canh cánh nỗi niềm làm sao vực dậy hương vị quýt đường vốn đã tồn tại hơn hàng trăm năm qua. Tuy chưa đầy năm công, vườn quýt này đã có một thời đem về cho gia đình bà nữ trên 200 triệu đồng mỗi năm. Nhưng sau gần 3 năm bệnh vàng lá thối rễ và vàng lá gân xanh bất ngờ tấn công vườn nhà, quay lợi thu được giờ chỉ là những cây khô. Bà nữ chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày từng cây rổ như thế này trở thành vật dụng để bà bán kiếm tiền trang trải cuộc sống. Còn với vườn quýt, gia đình cũng có kế hoạch đốn bỏ để trồng lại cây khác. Nhưng suy đi tính lại, chẳng biết trồng cây gì. Có quýt được mà ăn được, mà giờ không có thì hơi vất vả một chút. Phải mần gãy, mần đồ thêm, đi kiếm chuyện khác làm thêm. Bỏ thì cũng tiếc. Rồi đó, giờ muốn khôi phục lại mà chưa có điều kiện. Cũng rơi vào thảm cảnh vàng lá gân xanh, nhiều hộ dân như ông Khải đành bấm bụng đốn bỏ dù mới trồng lại. Thì nó bùng từ ngày bùng phát tới giờ thì hầu như là cái cây quýt đường là không còn là đạt cái năng sức nữa. Đầu tư cây quýt đầu tư vô tới 3 năm lận nó mới thu hoạch được, mới có tiền, mà nếu mà mình đầu tư vô nó không đúng quy cách rồi nó hư rồi là coi như là mình thua luôn, bỏ tay luôn, coi như mất tiền rồi, mất của luôn. Nếu mà không khôi phục lại, mình không xài được nó thì nó cũng tiếc lắm chứ. Cũng tiếc lắm chứ. Thiệt hại về kinh tế là một chuyện, nhưng với những người một đời nặng nợ với loại đặc sản này như ông Khải, bà nữ, còn là nỗi niềm vì một nhãn hiệu đã trở thành đặc sản Hậu Giang khi nó đã ngót trăm năm gầy dựng. Trước tình trạng này, ngành chức năng sẽ có biện pháp gì để cứu vãn và vực dậy nhãn hiệu quýt đường Long Trị Hậu Giang? Trong tiết mục Nghe Dân nói với dân vào ngày mai, chúng tôi sẽ mời đến trường quay lãnh đạo thị xã Long Mỹ để cùng trao đổi. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Đến đây, chương trình thời sự tối nay của Trường Hậu Giang xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.